chân đối phương lâu nhất có thể trong cái Peter Malit. Nhưng mà thôi, cứ theo thì đã bài đã, bài bài trước gậy lốc để đảm bảo cái lượng mana để có thể spam. Và khi mà có gậy lốc thì dùng Dark Leap dễ hơn. Đúng. Sử dụng ulti tự lốc bản thân mình lên thì cái thời gian nó cũng giảm đi tầm một nửa rồi. Cái gậy lốc đã được 2,5 giây rồi. Cái Dark Leap thì ở level đầu tận 6 giây cơ. Dark Leap là 6-5-4. Chính xác. Gậy lốc trước, sau đó là heo thì nhảm vai. Không biết anh Hiếu thích lá của team nào hơn. Em thì em vẫn lựa cho OG. Thực sự thì... Thôi anh David đi, thì mỗi người chọn một team đi cho nó căng thẳng. Ok. Nào giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng trong cặp đấu MOBA 3 mở màn ngày hôm nay. Để xem giữa OG và Na'Vi, giữa mình và Xúc Hiếu thì ai sẽ là người lựa chọn đúng. Mình thì thích Lab vì OG hơn, họ có cho mình đó là một con rớt. Thực sự, cái con tướng này kể từ hồi Dota 1 nó đã cho thấy cái sức mạnh quá là khủng khiếp của mình rồi. Các bạn là... Gần như là nếu mà kể cả là một trận đấu thua đi, rớt vẫn là hero mà deal nhiều đam nhất. Anh thì đang chờ đợi vào Ibert. Thật sự, nếu mà một con Doom mà nó xanh như ở cái đấu đầu tiên, 13 phút mà anh ta cầm ra phây chống với cả BKB thì cái lắp của OG thì anh chưa biết là phải rất giết cái con Doom như thế nào ở khoảng thời điểm đấy. Bởi cái khoảng thời điểm đấy thì con Doom nó là gần như là chiến thần vô địch rồi, rất là khó. Bây giờ họ phải qua được cái tham minh của Doom. Thời điểm mà Doom nó khỏe như vậy mới có thể gọi là đánh về late game được. Đánh về late game thì chưa biết mẻo nào thắng biểu nào đâu. Rớt làm hero về late game lượng đam phép rất là nhiều. Lộ chưa? Chưa, hình như anh ta đã kịp rút vào cái bụi cây rồi. Chạm mặt giang hồ và bây giờ Zedoro bị giữ chân lại. Đang tìm bật lên nhưng mà có vẻ như nó đang không hiệu quả cho lắm. Zaxa đã hết thời gian điều lực mà anh ta chưa đánh được một hit nào vào người đối phương. Vâng, rất là phí phạm. Và bây giờ OG hơi hớ một chút. Hai cái stun AOV khiến cho cái tác team nó gần như là phí phạm hoàn toàn. Những con đệ cũng như cả tớt đều bị stun lại. Nào, Zaxa hơi cao quá không? Hơi khó chết, có lẽ anh ta sẽ chạy được. Chạy thẳng. Đúng rồi. Chạy thẳng là không chết. Hai bớt mà tăng... Tăng 2 dí theo là hơi cục nhá. Em nghĩ là level 1 thì tăng 3 thôi. À, tăng 1 thôi. À, 15 đam. Thôi. Thôi tăng 1 thôi, level 1 tăng 1 thôi. Đừng ăn tay dài. Đúng. Nào. 3 run dành cho Na'Vi. Ok. Spec di chuyển khá là khôn khéo đến từ Vitun để kiếm thêm cho bên phía của team Na'Vi một cái rune nữa. Mà nhìn này, một con Zakiro đã sử dụng hết cái lượng mana ở trên top rồi. Không, vẫn còn xoài nhỉ. Phải spam xoài. Mua thêm nhỉ, 100 tiền. Block luôn cái game này. Ok. Chuẩn chỉ đấy. Bởi vì Underlord sẽ đẩy creep vào trụ. Và khi mà Spec cũng đang mải farm trong trụ, các thành viên bên phía OG có thời gian để pull. Ngay lập tức là spam cho mình để Firestorm ra bảo vệ con tay dài. Zaxa đã cố gắng rồi đấy, bật tắc team lên. Em nghĩ là khi đánh đấy thì nên để cho sếp đánh thì hay hơn, tại vì sếp thì có dìu. Bây giờ anh ta đánh vào là sẽ có thêm một chút cái lượng sát thương thì vừa đủ, hoặc là cả hai cùng đánh. Lúc đấy Zaxa đánh trước hơi vội, không sao, chỉ là tình tiết nhỏ nhặt lên mà thôi. Ở mid thì thôi, thầy Sơn farm hơi trượt. Nào, con tay dài, ok. Làm tay của rớt thì cũng không tệ. Ít ra này thầy Sơn cũng farm được cho mình, đó là 3 con creep. Biết thì cảm giác là hai hero này đều farm thôi, không làm gì được nhau. Xem cái lane khác hấp dẫn hơn. Em thì em đang hơi thích lên top đến từ bên phương Na'Vi. Họ có cho mình hai hero đều có stun. Sẽ là đội chủ động hơn. Setup rất là dễ. Vẫn là con tay dài nhỉ? Ngày xưa anh có nhớ cái thời mà chúng ta chơi Dota 1 không? Bây giờ cứ pick lab mà có stun là auto gần như là thắng. Dễ, đi lên dễ. Đi lên mà kiểu VS Sven các bạn ạ. Nghe là thấy mạnh rồi. Anh nhớ những cặp đôi ngày xưa là Sven á, Sven VS. Rồi thì Shadow Shaman với cả Zaponac. Chói lại xoay kiếm. Vâng, một cái khỏe. Combo kiểu chói lại xoay kiếm. Wow. Đơn giản và hiệu quả. Gọi là thử sơ khai của Dota đấy. Ông nào biết nhiều hơn thì ông ấy thắng thôi. Em thì em rất là thích cái hiệu ứng xoay kiếm của Zac ở Dota 1 nhá. Nhìn đẹp dã man. Bên vệ xanh ấy nó có cái vàng vàng ở trên. Đúng cái kiếm. Cái quần đấy. Dota 2 thì cảm giác là hơi xấu một tí. Game này thì chậm hơn rồi. Ta không có những con hero quá máu lửa ở thời điểm đầu. Rất khó chịu những hit đánh. Và có cả bát đến từ Serara khiến cho Bitwan đang farm không được quá nhiều. Tuy là carry nhưng anh ta đang farm chỉ bằng so với cả một con Lifestealer thôi.
dưới bot đang thấy chạm trán. Ồ, chỉ là cố gắng lát hit và deny thôi, không hề có đánh nhau ở đây. Xem làm rất tốt, liên tục phải dí lên để bảo vệ những con tay dài không để đối phương deny mất. Nhìn về cái lát hit deny thì có vẻ như ông gì đang farm đều hơn. Về phần Navi thì một con Sarada ok cũng chỉ kém một chút thôi, không quá đáng kể. Ăn được một con Aura này, phá được cái mắt ở đây. Được. Ăn được cho mình một con chó. Đủ. Có con này thì lát hit có vẻ là siêu dễ. Dễ nhỉ. Đam 78 cộng 25. Ủa. Chưa kể crit nữa. Rớt đang mang 12. Ok, mắc 13 chứ. 13. 13. Sau thì anh em 13. Bắt đầu đau đau rồi đấy. Cái spell mà nó deal đam theo phần trăm máu. Chính xác hơn là cái passive. Rõ ràng là rớt thì bây giờ đa phần là mọi người sẽ mắc 1-3 trước. 2 thì tăng 1 điểm. Tùy. Sâu ring ạ? À? Không. Hơi đuối mana đến từ sếp nhỉ? Lên một cái 3 giờ trước. Mà. Không có sâu ring. Bây giờ spam skill kiểu gì đấy. Bây giờ bảo là cái con Underlord này mà farm bo, farm tay. Nên nhớ thì... là cái Liquid Fire thì nó không trigger cái Raindrop. Chỉ có cái phi tiêu thôi. Phi tiêu. Liquid Fire thì không đủ cái lượng sát thương để trigger. Ok, vậy là cái rune Naken sẽ được đường cho tóc săn. 3 nun hợp lý đấy. Con rớt này bây giờ đi mid ít ra phải lên 2 cái nun. Cái thêm đam sẽ đau hơn. Em thì em thích cái phần mana regen hơn. Đúng rồi. Có mana regen là farm sướng. Có này thì giận tít thôi. Thật phải khí kệ đối phương sở thích hay không. Mình phải lo cái vấn đề của mình đã. Nhưng mà trên tốc máu phân hút rồi. Thì General vừa có bằng ở đâu theo rồi. Nãy cũng đang gặp nguy hiểm. Mid One làm cái gì ấy? Vâng, anh ta vừa quay xuống lại quay lên và Mid One đánh cực kỳ tệ ở trong cái trận đấu này. Không có Ray level 3. Đầu tiên là anh ta quay xuống dưới một chút và anh ta đi lên trên và nó né. Đủ thời gian để cho Navi đồng ý là né nhưng mà cuối cùng thì né trượt. Nàng đâu tiêu nào. Ồ, không sao. Đúng đầu tiên ok, em nghĩ là cái pha đi xuống dưới là để né stun của Lina. Nhưng mà Lina thì bình tĩnh, anh ta không để không stun. Rất hợp lý. Lina quả đấy anh ta cũng nghĩ là con Lysiler có Ray thì anh ta cũng nhá một nhịp không sửa tan ngay, chỉ là giơ tay lên giả vờ animation là tôi sắp sửa tan. Mà cái con Lysiler làm gì có đâu. Nhìn anh ta cảm giác được, à ông này chưa tăng Ray rồi, sửa tan thôi. Em thấy rằng là cái pha đâm đầu vào cái hốc cây nó hơi dài. Nếu mà đi thì trông nó phải quyết đoán hơn, trông anh ta hơi ngập ngừng. Bounty xem nào. Ồ, nhiều hơn dành cho bên phía Nam đi. Cố gắng dí vi tu nhưng mà khó lắm. Thật sự thì một con Spectre Land thì sẽ không sợ cái Isaac. Ồ, Isaac trượt rồi. Có dao để di chuyển qua. Giết gà. Ôi trời ơi, đầu tèo ơi. Giết gà tới nay thì bay ra sớm quá. Giết gà không thành công vẫn bị sơ tắt thôi lại. Không mày nhá. Chưa có giày. Khiến cho cái con Nina này chạy khá là chậm. Tầm này thì cái stun nó vẫn còn ngắn lắm. Đây, cái thời điểm này, cái thời điểm ở bên phía OG đang đánh nhau ở lane sẽ có lợi hơn. Bởi vì Zerg đã có cho mình ulti rồi. Zerg đâu? Với tác tìm, lượng sát thương sẽ đủ. Ok. Tổng sát kém một cú hoàn hảo với những đếm lượt cái chữ của Vitoon. Xem có một lượng đàn cực kỳ lớn với việc là Zakiro vừa nằm xuống, anh đã cộng thêm rất là nhiều đam. Qua đấy nhở, rõ ràng khi mà một con Zerg level 6 thì bên phía Na'Vi họ cần phải đánh an toàn hơn. Nhưng mà đâu theo lại chết rồi anh ạ. Đúng rồi, anh đã quay cam lên nhưng mà không kịp bởi vì bận follow theo hai cái tin ở dưới bot. Quá chủ quan đến từ Na'Vi đấy, thật sự. Khi Zerg 6 thì phải mít phải báo rồi, Zerg có ulti rồi đấy, đánh cho nó xếp xếp vào nhưng mà không. Khi đoán vừa kích nhầm hay sao nhỉ? Lúc ấy phải đánh một cái con khoai tây nhỉ? Nhưng mà Mít lại kích vào con cà chua. Chắc là cũng nhầm. Lại để giận mất con. Ôi Mít Đoan ơi. Trao chuốt vào, carry thì phải lát hit, deny đúng. Phải trao chuốt. Em thấy là những người chơi carry ấy phải quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất. Bây giờ tích tiểu thành đại. Các bạn có thể farm trượt một con grip nhưng mà các bạn không được farm trượt đến 3 con. Không, anh em ơi, nếu mà xem stream của mấy ông carry nhiều mít 1-2 con grip rồi là bắt đầu rách rồi. Cũng kiểu là ADG là what the fuck các kiểu ngay. Đâu đó thì Nina chết rồi, ở dưới này thì sếp bị doom rồi. Ok, doom chắc luôn. Chắc grip đây, quá đau. Nhường lại ư, chứ Vitoon cần phải lát hit. Hợp lý. Đánh rất đồng đội khi Ibert, anh ta đang giàu. Còn doom, chắc chắn là top 1 Deadwood khi mà lát hit được nhiều. Em trông giống là lại là cái tốc độ trận đấu trước anh ạ.
lại 13 phút. BKB cố gắng lặn vào để được sắc xa hỗ trợ những cái đồng đội của mình, nhưng mà cú cho đang đâu theo thì rồi nó trả thì làm gì cả. Cái gì? Bạn muốn chết hay như nào? Vâng, Solana là một trong con tướng mà 10 phút đầu game nó là khỏe nhất. Đúng, là một trong những hero mà chơi theo cái đường là thắng len. Viper Solana không thắng len thì là vứt đi. Vâng, pha chói vừa rồi thì hơi buồn cười một chút. Nhịn oan sau khi để chết một mạng, cảm giác đuối hơn so với con Solana rồi. Đã có cho mình Kim Linh Spear, Power Cheat, Power Sơ. Trận đấu này nếu mà anh là Solana thì anh sẽ lên đồ kiểu gì? Có lẽ vẫn phải Blink đã. Blink để có thể cố gắng bắt chói vào những cái mục tiêu như kiểu là rớt. Anh NP sẽ đánh theo team thôi. Blink, Pai, sau đó là BKB, không tham lam lên dậy xanh đâu. Farm nhiều quá. Trận này em thấy là nếu mà chỉ cần Solana, Solana được rớt thôi là auto spec sẽ bật ulti. Nên là một con Solana tăng, không nên tham lam. Đúng. Lên làm tròn cái nhiệm vụ của mình ở land of Blink trước, sau đó lên Pai cho team, sau đó sẽ là một cái BKB. Nếu mà anh ta muốn bảo vệ bản thân hơn thì sẽ là một cái BKB trước, Pai sau, nhưng vẫn phải là ba món đồ đấy. Một cái fake pro về cho thôi đưa cho người khác. Doom đi. Doom thôi. Cái con tướng này thì hơi ít mana. Doom đã lấy rồi. Thêm tốc chạy nữa, Doom cần tốc chạy hơn. Khi nó tech suit cầm luôn chứ còn gì nữa bạn ơi. Ngon quá. Cái này ngon hơn. Như nào nhỉ? Cái này. Arcane Ring đi. Khi nó tech thì muốn giật xa an toàn. Cái thì cái kia đưa cho Underlock à? Underlock cũng được. Underlock spam skill. Nói chung hai cái đấy rớt đều ngon. Em thì em thích kia, em thích không tí, tại vì giật xa hơn mà. Thế còn thực ra Arcane Ring thì cũng chỉ cộng Intel thôi. Bấm được không nhiều lắm nhỉ. Giật xa có thì các bạn biết rồi. Dota lại quay trở về cái thời ngày xưa, old school. Anh có nhớ từng có một cái gọi là một loạt phiên bản là chúng ta có kiểu Intel thì cộng thêm Damagic các thứ không? Bây giờ thì lại xóa rồi. Xóa rồi, xóa đấy. Bây giờ cộng Intel trả thêm Damagic, trả đem gì. Cũng chỉ có thêm một tí mana. Phiên bản anh nghĩ bệnh hoạn nhất là từ giờ Treang, tăng giờ Treang được thêm status. Ồ đúng rồi, hồi đấy siêu khỏe ạ. Nhìn mấy con kiểu xe tàu trông chán đấy. Sở Treang lên ngôi. Xe tàu bất chờ. iPhone hoảng quá, phải thay ngay bằng status reason, bằng magic reason thôi. Status reason thì nhưng mà sau đó quá thì cũng xóa luôn. Xóa luôn. Nói chung là bị muốn làm mới liên tục. Dota thì em thấy ông school vẫn là hay nhất. Dạ. Bây giờ cứ sửa lĩnh cái anh tích. Phá được mắt nhưng khả năng cao là đi rồi. Rớt một chém. Vâng, cú giật cuối cùng đến từ bên phía rớt và đã đủ. Iron Man Soul lên, anh ta đã sử dụng Doom rồi. Đó là cái Doom vào người Underlock và Spec đang cố gắng vét cái mạng này. Nhưng mà có vẻ như lượng sát thương là chưa đủ lớn. Iron Man không kết thúc vì chỉ có sắc xa và Spec có mặt. Cố gắng nhưng mà phi tiêu trượt. Vi-tun thôi. Đây là một trong những cái spell mà có lẽ là Vi-tun cần phải sử dụng hợp lý hơn, cẩn thận hơn. Anh ta hơi vội vàng đúng không? Hơi vội vàng. Pha đấy thì là khuất sai. Thì đúng. Chúng thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng mà em nghĩ là cũng hơi vội vàng. Chúng giết được lùi về. Trượt. Chói chân ngược và chết. Đúng là pha xử lý nó 50-50 đấy. Chúng thì là thành công. Trượt phải bỏ lại cái mạng mình. Thật sự thì cũng hơi chậm nhỉ. Rõ ràng là nếu mà anh ta muốn tồn đa cũng có thể ưu tiên từ trước. Từ lúc mà Doom được Underlord đi thì lại đã xử lý luôn. Wow, big one. Open goal lên, hồi được khá nhiều máu. Cũng chỉ gọi là hòa. Ê, cái thời điểm này có thể là Lysilor đi hòa thôi. Không thể làm gì được cái con Serada này. Lên Pai trước luôn này. Đánh cẩn thận hơn cả mình suy nghĩ anh em ạ. Không phải là một cái Blink. Lên thẳng cái Pai để đỡ lại cái lượng đam phép đến từ rút. Di chuyển khá xa rồi. Ô, anh ta sẽ bị lăn bóng ở đây thôi. Một cú Wallet Pan mất nửa cây bị trói lá. Đồng thêm cái S. Em cứ giật hết cả mình mà. Sao thế? Ông này để áp nhỉ? Hóa ra là sử dụng ulti. Trận đấu này thì chắc chắn là đồng thêm sẽ lên đồ kiểu hưu thi Mekan, Glimmer Cape, gậy đầy các thứ để có thể cứu người đâu. Giày bay Bluestone thẳng. Ô, không lên một cái gậy xanh à. Bluestone để nếu mà Spec có tìm thấy thì cũng chẳng chết được. Có thể bấm Bluestone để có thể hồi cái lượng máu được. Ok, lời vui đang là cẩn thận. Bluestone thì cũng có cay ra, khiến cho rất là skin đau hơn. Các bạn đang chờ đợi trận đấu của team Secret và team Tigma thì sẽ là sau trận đấu này nhá. Khoảng tầm, xem nào, bây giờ 12:50. Theo như lịch của ESL thì
cứ trận 2 thì sẽ sau trận 1 khoảng tầm 25 phút. Trận này sẽ kết thúc vào khoảng tầm 1 rưỡi, tức là 2 giờ các bạn sẽ được xem đích bài. Đấy. 2 giờ nhá. Khoảng tầm 2 giờ các bạn ạ. Cái đấu này Doom vẫn giàu đấy, nhưng mà bây giờ chưa có ai đi đánh nhau cùng cái con Doom này. Thật sự là cái ít là Malice nó vẫn đang quá khó chịu. Doom cần phải có cho mình đi đã. Đi ra. Có Doom không? Vâng, Doom được vào người của Zerg. Có vẻ như là đâu theo sẽ định deny, nhưng mà hình như là lượng sát thương sẽ thiếu một chút. Có cứu người đến từ bên phía của Big One, nhưng mà Sắc Xa vẫn phải nằm xuống. Đâu theo dính chắc rồi, và một chém đến từ bên phía của Ibert, cực kỳ vô tình, và đó là hai kill dành cho bên phía Na'Vi. Hai kill, giết được hai support, không lấy được mạng của Zeus. Đấy vẫn là một chiến thắng dành cho bên phía Na'Vi. Đúng là một mình con Doom này nó đang gánh cả team. Một mình con Doom của Ibert đang gồng gánh các thành viên bên phía của Na'Vi trên vai. Phi-tun chắc chắn rồi, gặp một con Lifestealer thì không nên Radiant làm gì cả. Manta, Manta có thể là sẽ là đi full luôn của em và rớt. Manta ai đi, ai sẽ là quyết định hay hơn. Tiếp tục bút biết, lần này thì Spec có ulti nha. Nhưng mà Phi-tun cái lượng máu của mana đang hơi thấp, đang phải di chuyển về. Xem đẩy rất cao, mắc biết là Malice để chủ động câu kéo những cái spell đến từ bên kia của team địch. Vừa rồi thì phải cảm ơn Midwan, anh đã chui vào người của Top Sun để cộng thêm một chút cái lượng máu. Đánh được không đây? BKB đang mang ra rồi. Mà nếu bây giờ Na'Vi muốn đánh thì họ vẫn có thể chơi được. Doom chưa có nhỉ? Chưa có Doom, nhưng mà BKB rồi và ulti Spec đã hồi. Nếu muốn đánh thì họ vẫn chơi được. Mà có lẽ không cần quá vội vàng làm gì. Nhưng mà cái chuyện của Mid thì đã mất rồi thì OG họ sẽ lùi về thôi. Và farm thêm. Xem nào. Hamlet sẽ là hướng đến món đồ gì tiếp theo? Mình thì vẫn thích một cái AC, rõ ràng đối phương là Serada, cần phải có món đồ cộng giáp cho cả team nữa. Độc Sun vẫn trung thành với cái Blastoise. Có hút rồi, không bài nữa, vẫn cần Blink để mở có bát. Trên top rất nhiều TB lên top, và bây giờ đánh giá sẽ bổ sung thêm lượng sân thương. Ai bớt bật ngay BKB lên, cố gắng chống chịu của người dày. Ok, bên kia ông gì sẽ lùi về. Một cái BKB nó quá là sớm của Doom. Nhưng mà bây giờ thì Ibert chỉ còn 9 giây mà thôi. Có lẽ phải bật thôi. Lúc đấy thì đang đứng ở trên cái Peter Malice rồi. Và đấy mà không bật là rớt. Bật tất cả skill lên em nghĩ là cái con Doom này hấp hối đấy. Được, không sao. 10 giây nhưng mà đảm bảo cái mạng sống của mình là điều cần thiết. Thì anh ta đang là người giàu nhất bản đồ. Nếu mà chết thì bên phía của OG sẽ được rất nhiều tiền. Cũng như là clever con Doom cũng to, được nhiều XP nữa. Muốn đẩy nhưng mà đi ra cú đao đi đẩy vào. Ông Sun cố gắng tranh quân nhưng mà không thấy gì. Ông gì vẫn còn những con đệ ở đầu về, có vẻ như là Na'Vi khó lòng giữ được cái trụ này. Na'Vi họ không có tầm nhìn, không có tầm nhìn, họ không rất biết là bên phía của ông gì có mắt trên này hay không. Một khu vực quá tối, đột giờ vẫn đang chờ đợi để có góc, nhưng mà khó quá thôi, bỏ. Quan trọng nhất là bên phía Na'Vi không có tầm nhìn, trời thì đang tối, xong rồi chỗ đồ thì không có quất. OG thì họ chắc chắn một điều là trên này là bên phía Na'Vi không có rồi, với việc là rớt đã chết. Na'Vi thì làm sao mà chắc được, Na'Vi không di chuyển ra để chắc được. Họ đang thiếu vision hơn, họ không dám đánh. Nếu mà lúc đấy mà Doom Kunda xong cho mình BKB thì Spec có thể sử dụng Horn để tạo vision cho team. Mà lúc đấy thì cái BKB của anh chàng Ibert vẫn còn Kunda 10 giây. Với tốc độ này thì chắc là phải tầm 21 nhỉ? Hơi chậm. 21 thì mới có Manta. Ít ra thì anh ta cũng bằng so với cả Midwan. Đầu game Midwan đi cả một con Serada thì tương đối thọt. Không giàu. Một con Lifestealer không quá giàu. Sát xa đi lạc à? Bỏ lạc vẫn rồi. Còn quả cầu tuyết nhưng mà cũng chả được chết bao lâu. Bỏ lạc. Từ từ nha, khi mà Underlock đã đến. Nó có vẻ như là ông gì? Ông không muốn bỏ lại sát xa. Muốn chơi cơ. Bớt đang bị ép để bật BKB lên, anh đang khá bình tĩnh, không nhất quyết không bật. Và bây giờ có một Doom vào người bị oan rồi, nhưng mà đó là đắp clip. Và tôi nghĩ là tình huống này nó quá đẹp để cho OG có thể lùi về. Đúng rồi, dễ quá, lừa ngay được một cái Doom. Đây là những gì mà OG đã dự trù từ lúc bàn pick. Vâng, bây giờ thì thật sự là anh chàng Doom phải cẩn thận nha. Đắp clip chưa kể là đã có Bluetooth rồi. Bây giờ Doom là khéo 1 về 2 lại giống tôi thì chết. Kéo lại Doom 1 được 2 ạ. Doom 1 được 2 đấy.
đúng rồi, tôi khai giống mình là toang đấy. Cũng phải nói là pha đấy thì ít oan xử lý cũng khá nhanh. Thấy Doom giơ tay lên là ngay lập tức sử dụng cho mình cái Rex. Với Rex tăng tốc độ di chuyển. Và bây giờ đi ông gì họ sẽ quay trở lại. Đánh đảo, Doom không có Doom, không có hòn. Và Big One đang sâu lên, Zano bị slow lại, rớt. Sẽ cố gắng để dồn thêm lượng sát thương rồi. Tóc sáng cũng phải giữ vị trí. Ăn ngay một cú stun và Doom đang sâu lên. Ôi thêm một cú tường băng nữa. Nhưng mà rất may là có cho mình quả cầu tuyết. Cố gắng bay đến trung tâm nhưng mà tóc sáng đứng quá cao. Anh ta đã bị hạ gục và tiếp theo là bị chứng sắc ra. Và Big One bây giờ thì cũng là đi luôn thôi chăng. Cố gắng cao nhưng mà lại thêm một cú tường băng nữa. Ông gì đâu rồi. Ăn Roshan thôi nhỉ. Tôi đã nhìn cái vị trí tóc sáng nó là quá cao. Cái giá phải trả khi mà đánh Dota không có Vision. Và cái Vision ở đây nó thuộc về bên phía của Na'Vi. Còn OG thì họ không có tầm nhìn. Dota sợ nhất khi vào combat mà không biết đối phương đứng đâu. Và khó đánh và cái mục tiêu đầu tiên họ êm vào thì cũng là sai nhịp nữa. Đó là một con Serada đã có cho mình một cái hút rồi. Ta chống chịu được quá lâu. Một tiếng ông combat mà có lẽ là cái điều mà OG cần làm đó là chia người bớt ra. Họ co cụm lại để dính những cái spell đấy bên phía Na'Vi. Không hiểu sao mà rớt lại stun này thế. Rồi là tường băng này. Bởi vì ui, không có vision mà lại là trời đêm. Mà cứ dí vào nhà. Rất khó hiểu. Nhìn đối, không biết được đối phương ở đâu. Khó đánh. Thực sự nên đứng đằng sau thôi. Khi mà đối phương không có horn rồi thì em nghĩ là không có cách nào để bắt rớt cả. Nhưng mà top Sam lại quá cao. Mình bắt chết. Anh ta vẫn đang trên đường để hoàn thành xong cho mình cái Bloodstone. Một item mà ok. Ít nhiều thì nó giúp cho top sàn sống sót. Đổi mana sang máu. Đang xếp thì lên gì đây? Mê khan. Ơ, lúc ấy thì NP lên Buckler rồi mà. Anh có thể check đồ NP cho em được không? Có Buckler chứ, lên để đi lên. Lên đi lên rồi. Mê khan, nhưng mà lại không lên được giày dài nhỉ. Anh ta đã lên cho mình cái giày máu rồi. Bây giờ bảo mê khan xong rồi lộn ngược lại lên giày mana nữa. Có lẽ dừng lại cái mê khan thôi. Bây giờ thì những cái spell đến từ bên phía của cả hai đã gần như hồi xong, chỉ được còn hon thôi. Sắp xong rồi. 10 giây. Sắp có Manta. Em nghĩ là trận đấu này cửa thắng Na'Vi khá cao đấy. Khá đấy. Sắp phải rơi vào tầm 60%. Thật sự sau cái combat vừa rồi thì OG thật sự để hết game. Cái việc mà có Doom Spec khỏe lắm. Kiểu nó bị tanh ấy. Con Doom này thông thạo 6 nhưng mà tôi đánh giá con Doom này thông thạo 100 nhá. Nhìn ai bớt đánh Doom thì đó là hủy diệt đấy. Sao không hiểu sao lại thông lạng 6 nhỉ? Em nghĩ là hiển ông này ở đây thì là 6 thôi. Nhưng mà đánh thì nó là ác mộng. Ông này lừa anh ạ. Ông này lừa. Giả vờ để thông thạo thấp để đối phương không chú ý. Đánh nhanh là không đánh. Ở đây rồi, Doom nhỉ? Nó có một mình thôi bạn ơi. Toàn đang bò lên. Các sợ thằng bên Na'Vi lại sợ. Bởi vì bên phía OG đúng. Họ mid hết với 4 người sờ bốc. Và OG thì họ đang đứng ở mid. Zenoro. Anh ta sẽ về được thôi. Vị trí đứng nó không quá cao. Bây giờ ai bớt đúng được ai đây? Đó là tôi vẫn chưa nhìn thấy đó là ai nhở. Ai thế anh? Em vẫn chưa nhìn thấy ai. Anh cũng không nhìn thấy. Cú Ublock này nó chỉ kéo được hai người về. Ớt quả đúng ai nhở? Chưa kịp nhìn luôn. Vâng, thực sự là quá rồi. Và bây giờ thì Big One có bò về nổi không? Tại sao Top Sun lại đứng cao như vậy? Vâng, Top Sun đứng quá cao, cố gắng lùi lại. Bây giờ có bài bách ra đến từ sắc xa và hình như là đúng cờ rip à? Em không thấy ai bị đúng cả. Đúng cờ rip thôi, trời ơi. LOTK nghĩa bùi à? Đúng cờ rip xong nuốt luôn hay sao? Rõ ràng không ai bị đúng cả. Em không thấy ai có một cái dấu màu đỏ. Anh thấy ông nào cũng chạy phăm phăm luôn. Ai bớt ơi, tôi vừa khen bạn. Bạn thông tạo 100 mà bạn. Thông tạo 100. Xin lỗi, không phải tôi mồm thối đâu nhá. Ai bớt đánh kém ấy. Lúc này Naix có bật được gây lên thì chắc chắn không phải là Naix rồi. Không ai cả. Hay là sắc xa nhỉ? Không hề. Quả đấy là đông người quá các bạn ạ, nên tôi cũng không nhìn rõ được. Các ông cứ rúng rít vào nhau thì sao, chấp cái Doom vẫn thắng combat. Vẫn thắng combat. Bây giờ là OG họ cần phải tràn lên ngay đây. Khi mà bên phía của Na'Vi đang hết spell. Nào. Hết thì hai cái ulti tổng rất là quan trọng rồi. Mất Doom, mất Horn. Mà OG không muốn đánh ư? Na'Vi họ cũng biết điều đó. Tức là họ khi mà họ thiếu skill có bắt tổng thì họ co cụm với nhau. Họ không đi lẻ để cho bên phía OG có khả năng bắt người. Mid One đang hướng đến cho mình cái đề xô cần thêm đam để có thể êm chết được vào người con Doom này. Nhưng mà Doom sắp Siva rồi nhá. Một cái giáp áo bà ba luôn á. Được, có kháng phép.
sẽ không quá sợ rớt. Trừ 3 giáp thì cũng không ăn thua lắm, mà có cho mình một cái giáp to rồi. Các bạn đang bảo là Doom Creep anh ạ. Chắc là Doom Creep thật anh ạ. Vớ vẩn lại Doom. Cái con đệ NP. <bên. cười> Thực ra là con đệ NP trông càng khá giống NP nhá. Thôi rồi, Minh Toàn bị bớ vào máy tắt chết chay. Đâu theo quay xe và đó nếu quay xe thành công. Không có đi mà trong khi đó thì sắc xa và sếp vẫn đang cố gắng tìm đường tẩu thoát. Xe đồ đẩy lên sắc xa. Và đó thì sắc xa kịp về. TV khá là kín. Thật sự là cái ulti của NP là thứ đã giúp cho các thành viên đến OG về được. Cái Blink của Zendo sát sử cooldown xong rồi, anh ta đang đứng chờ để Blink vào để dính ulti của NP. Thành ra nó lại bị cooldown 3 giây và anh ta không kịp thời di chuyển lên. Đà đã đóng cho mình đó là gậy xanh. Wow. Mid One lại đóng vai đặc vụ ở trong game đấu này rồi. 1-4-1. Ông này đang có với Kadia nó cực kỳ tệ. Phải nói là tệ dành cho một người chơi carry. 1-4-1 là tổng đài gì ấy nhỉ? Em chị. Anh hỏi em với mấy con số. Từ khi mà Hồng Sóng cấp 3 là em đã bộ não em là bây giờ chỉ dành cho việc liệu làm mình ăn Osa à? Bây giờ mà bảo em nhớ với con số tính toán thì thôi. Lộ rồi đấy các bạn ơi, Spec và Doom có ulti. OG họ đang gamble rồi. OG. OG ơi. Đây là một nước đi mà có lẽ là tôi không lường trước được. Ai bớt đang xô vào. Sao đây, anh đã có TV bật rồi, Mid One đốt cú đúng thẳng mồm và bây giờ thì lại có Uberlock. Nhưng mà liệu Mid One có về được không đây? Uberlock đâu không, thì là một cứu hộ đó. Uberlock tài xế cũng chết rồi. Vâng, taxi thì bị cơ động bớ và tóc dần đang cố gắng chạy nhưng mà không thể làm gì cả. OG bị tìm hoài trong một cú Arosa. Vâng, thực sự là hớ hênh. Cơ trưởng chết và tất cả các thành viên phi hành đoàn rơi xuống biển rồi em ơi. Cơ trưởng lại là người bị bắt thì làm gì có ai về được. Và một pha bết của OG, họ nghĩ rằng cái đắc clip này sẽ đưa được cái con tàu OG cập bờ thành công nhưng mà không, chết hết. Xong rồi đấy, 10k tiền và đâu tiêu. Ok, anh ta không dính cái iPad, anh ta có thể lùi về được. Nhưng mà không nha, General sờ tan trượt nhưng mà không có đi detection. Nhưng mà thôi không sao, có trách là được rồi. Một trách nào, thêm hít đầm tay nào. Quá nhiều disable. Cố gắng chui vào, chui ra. Đầu tiên ngồi máu một giờ thì ông gì. À đây rồi, hay. Đầu tiêu đã phải nằm xuống. Câu kéo được khá nhiều thời gian. Lấy mạng được sờ đa nhưng mà cảm giác hơi muối bỏ bể nhờ. 22-8 là vì trận đấu mà có lẽ họ tiếp tục sử dụng cái con Doom này nó quá là hiệu quả. Còn về phần OG thì có hơi chủ quan không? Thực sự là hơi chủ quan. Tự tin quá, thả Doom ra. Game 2 họ đã ban rồi. Ở đây rồi, top sàn ơi. Có gì để chạy không bạn ơi? Vâng, bật một cái Blastone cố gắng đổi mana thành máu. Được cứu bởi Glimmer Cape. Nhưng mà Ivan còn đó, BKB anh ta cũng cố gắng dí theo. Đầu đối nhờ top sàn vẫn để lại cái đường màu đen, đường màu đen. Nào, Ivan quyết định là không dí theo top sàn. Và bây giờ top sàn nên sùi. Anh ta đang ở khá gần Spec, dí vào cố gắng giật theo. Và vị trí này của Top Sun đang khá đẹp vì tôi có thể phải nằm xuống vào đây rồi. Vì tôi còn đó làm cái kia đấy kít. Trong đó thì Ibert đã phải nằm xuống. Trong tay của anh chàng bị hoàn cầu. Top Sun vẫn đang cố gắng rồi nhưng mà không được. Điện cao thế giật chết tần rớt. Bây giờ đến vị trí của Sansa. Mid One ơi chạy đi, sờ Ada nó cũng đang blink là chết đấy. Anh ta có thì mình TP và sẽ về được thôi. Khi mà cái con sờ Ada này nó chưa đấm được cái hitpad nào cả. Khó quá, thực sự thời điểm hiện tại cái lượng đồ bên phía của Na'Vi đang chênh quá nhiều. Em không nghĩ là cái pha vừa rồi giật chết Spec là hay lắm. Spec có cái này đúng không? Giật chết thì chả đẹp gì. Anh ta chỉ cố gắng quay trở lại zone sát thương thôi, chả nhẽ lại bỏ qua. Bây giờ không chết Spec thì nó cứ đuổi đang theo. Giật chết xong là phải sủi luôn. Sủi luôn. Sủi luôn. Có lẽ không kịp. Anh ta cũng sủi ở đây chứ. Mà Sarada đúng lúc anh ta sống dậy và anh ta chặn đầu. Vâng, General bỏ qua cái tai rồi, đang hướng đến cho mình một cái gậy xanh luôn. Với gậy xanh thì cái con Serda nó sẽ thành một cỗ xe tăng. Đồ rừng cầm hơi tệ nhỉ. Có lẽ bây giờ với phút 27 sẽ có những cái món đồ tier 3 gậy xanh rồi anh ạ. Thì General anh ta sẽ đổi cho mình một cái món đồ rừng khác. Tầm này cầm cái cây vui vẻ thì
Được mà, cái này cũng cộng Onachibiu cũng ngon mà. Nào, gậy xanh. Đội Sarada cực kỳ tanh luôn. Anh ta sẽ không ngần ngại là dí theo rớt đến chết. Đó là nhiệm vụ của anh ta. Dí theo rớt. Vâng, Stun bây giờ thì sẽ có bao nhiêu phần trăm nhỉ? Bao nhiêu phần trăm gì ạ? Stun tốt Stun đấy. 40% chỉ vào skill 1 chứ. 40% đúng không? 40% mình nhớ 40% mà. Có HP regen, có kháng phép, có kháng trạng thái. Có kháng phép à? Kháng trạng thái thôi, không có kháng phép. Ờ, thế nhưng bỏ à? À bỏ có nút giáp. Có bút giáp. Có bút giáp. Giáp thì có. Không có, không có. Từ trước nay không kháng có kháng phép đâu. Kháng phép là của con DK. Còn con Sarada là kháng trạng thái. Hai con nó ngược nhau. 26-9. 12k net chain và cơ hội dành cho OG trong trận đấu này không, có không vẻ như được. Là nó đang giảm xuống khá là thấp rồi. Wow, Scan trúng ngay này. Ôi, bắt được General nhưng mà con cá thần Burn đến tanh lắm. OG họ cố gắng rồi, sát thương với General đang bị đâm xuống. Nhưng mà ngay lập tức có bật mình ngu block lên đến bên nữa block và anh ta sẽ về kịp. Bỏ lại một con sắp đầm. Em nghĩ là OG vừa thành công. Thành công. Đà dồn đam nhanh quá. Anh ta không kịp phản ứng. Trên stun rất tốt đến từ bên phía OG. Con mắt này là chiến thắng dành cho bên phía của team OG rồi. Bỏ mạng sắp 5 thôi nhưng mà lấy được mạng offlane. Rớt. Tóc ta lên co luôn. Ok, nếu mà khi bị spec hay là doom em và nhưng phải là không bị doom nhá, thì anh ta có thể giật ulti. Cái lượng máu hồi đến từ tóc ta lên co là có để có thể sống sót. Để máu từ tóc ta lên co. Có lẽ là OG nên đánh chậm lại ở thời điểm này, thời điểm này thì họ có họ nên nhồng chứ, spec hết ulti rồi. Ý em là cái duck grip thì cũng không có. Bây giờ vào là phải chiến thôi. Duck grip không có mà bây giờ bị doom cái là thôi. Ui, no tail ơi. Ước mơ. Cái gì đấy? Ước mơ này nó hơi xa một chút. Có lẽ là 10 phút nữa Fox may ra mới thấy một cái Fox start đi. Tại sao lại một cái xe vai hơi xa xôi vậy? Em không dạ? Biết là cái xe vai nó hiệu quả trong trận đấu này. Vla, ừ, vừa la được. La tôi bảo tầm này thì bán cái bắc lơ đi. Thật sự tầm này bán bắc lơ đi, đóng thêm một cái Vla có khi còn khỏe. Hơi ước mơ một chút, đòi lên hẳn một cái hacker. Sarada thì được công nhận là anh ta tanh đấy. Spec đang không có ulti. 5 người rồi đang thì vẫn chết. Một Vito đang có cho mình đó là run double dam. Đắp clip là không hề có ai sẽ cứu Big One đây. Thôi rồi, đắp cụ Big One đã phải nắm xuống OG đang chơi với 4 người. Sếp vẫn chưa hồi xong. Và thôi, Top Gian bị đến 3 người, 4 người quay từ các bạn. Thần sấm sét. Nhưng mà chỉ một chém đến đúng thôi là đi. Cầu gì đã mất 2 rồi. Có vẻ như Top Gian vẫn chưa có đồng rằng. Và sếp cố gắng cố bạc. Giặt Kido nhưng cũng phải nằm xuống. Ai là người côn team bên Na'Vi mà hay vậy? Họ nhìn thấy con rớt là họ bỏ qua ngay con Sarada. Rõ ràng là rớt là một cái mục tiêu mà Na'Vi lúc nào cũng thèm muốn. Nhìn thấy rớt là thôi không quan tâm. Underlord ăn được kệ, tôi lao thẳng vào chiếc con rớt đã. Cô team rất là chuẩn. Họ biết mục tiêu nào mới là cái ưu tiên. Đầu tiên phải ưu tiên giết cái con Lifestealer trước khi nó đang bị doom. Sau đó phải là con rớt. Bốn chặt thôi. Khi mà bị trách vào với cả cái Aura Dam đến từ doom nữa thì một con sắp 4 như kiểu tớt thì không thể nào mà sống được. Điểm đấu nằm trong tay của Na'Vi rồi. Vâng, với có vẻ doom, như là Na'Vi họ cơ hội thấy dành một cho gì trên thắng đã hết. Hết rồi. Thật sự với Doom thì Na'Vi cảm giác khỏe lên nhiều quá. Không biết là trong 8 cái tên ở trên nhánh thắng thì anh Hiếu nghĩ 4 cái tên nào sẽ là người xuống nhánh thua? Người thành thua thì thua sao hỏi nhánh thắng đi, thì ta đang định trả lời nhánh thắng. Nhánh thua cay đó bạn. Thì tức là 4 người thì phải xuống nhánh thua còn gì nữa. Anh thì trả lời 4 người nhánh thắng thôi. 4 người đi tiếp à? Đúng. Ok, 4 người đi tiếp sẽ là Sigma cộng 3. Nick 3+3. Ôi giời ơi, tôi không quan tâm. Tôi vừa nói secret sao các bạn ạ? Thì Nick 3+3. Nói nhiều, với tôi là Nick 3+3. Mấy ông nhánh thua, ba ông nhánh thắng khác tôi không quan tâm nhá. Thế nhá. Lại là tràn lên đến từ OG. Sola, Underlord đang cố gắng tăng để có thể sử dụng ulti cứu team. Thôi, hôm nay thì mình nghĩ là bạn nào mà là fan Nick 3 thì tốt nhất tìm sớm. Thực sự mình nghĩ là được xem một cái bộ phim 18 cộng thì nó không có hay ho gì. Để còn chiếu gọi là đấy trực tiếp chán thôi các bạn ạ. Đi ngủ spec. Bảo vệ sức khỏe. Ông gì rất thèm muốn cái mạng spec nhưng mà tầm này ôi con đà con đà con đà con đà con đà
đây. Bóc hàm không thành công khi gà anh ta được búp tốc chạy. Và một con Doom nó vác cho mình hai cái giáp to nhưng nhất mà của Dota. Anh ăn được quả đấy mà ăn được cái con gà đấy là OG sẽ tăng thêm cơ hội thắng không? Chính xác, con gà con này vừa gà... đến hơn 5k tiền. Ui. Một con gà nó chết bây giờ cũng phải hơn 3 phút rồi. Ui, bóc hàm không được khi mà gà bay nhanh quá. Doom chứa cho mình hai cái giáp to nhất của Dota. Và có lẽ là nó cũng chỉ phải món đồ tay là 5 đi. Cái refresh đồ cộng 20 giáp thì mới bằng được hai cái món đồ này. Một cái cộng 15, một cái cộng 10 những cái aura nữa, hai cái 15. Bây giờ phải là món đồ tay là 5. Cái mà reset item thì cộng 20 giáp thì mới lớn hơn được hai cái giáp này của Doom. NP đã sầu mặt xuống dưới boss nhưng mà Spec đang có mắt ở gần. Cái không có detection, nó sẽ đẩy lên. Không sao, detection. Có glimmer cape mà. Spec thì chắc chắn là không cầm detection đâu. Đây là carry. Nhưng mà anh đang thừa slot mà có thể cầm. Vâng, bắt đầu căng thẳng ở vực Roshan rồi. Đây là con Roshan thứ hai ở trận đấu. Roger lên những món đồ để gia tăng khoảng cách và sống sót thôi. Em thì em thích cái gậy xanh. Gậy xanh có thể giật thẳng vào Nike luôn. Là sự lờ thật sự giật vào một con Underlord khi nó đang sử dụng Uber. Ôi, nhìn thấy rồi, đại xong rồi. Ôi, thầy Sơn bị trúng quay vẫn chết luôn. Xem cố gắng quay xe nhưng mà không kịp đâu. Đây kiểu gì? Đây là 5 người của đối phương và một con Underlord thì không thể nào mà có thể sống sót trong vòng 4 giây được. Vừa mới đút chìa khóa vào ổ, chưa kịp bạn đã chết. Chà. Thầy Sơn, một con rớt bị tìm thấy đầu tiên thì OG họ hết đam. Hết sạch toàn bộ cái lượng đam phép. Chỉ còn đó là cái đam vật lý thôi. Đồ sàn gần như là OG cống không cho Na'Vi khi là họ đã bị bắt lẻ hai co. Spec là người cầm Aegis. Có ai rồi, bỏ tạm một cái trống ở phía dưới. Thôi bán đi nhở. Thôi bán làm gì. Đợi cái khiến Aegis mất rồi, cho trống lên. Là con Doom này. Wow, 30 Doom. 30 gram. Yes, ok. Được. Vừa hoàn thành AC. Mà nhìn cái lượng network tranh lệch kìa. Sở bách bố đồ rồi. Vâng, Vĩnh Hoàn thì... vẫn đang cố gắng lăn lộn trườn bò. Ok. Và lúc đấy thì Vi Tun hết ulti rồi. Nếu mà ai bớt con Doom trúng cũng không ai follow. Ta cẩn thận nha. Biết rằng Underlord sắp sống dậy, họ chỉ ăn một cái trụ ba thôi. Wow. Vâng, tràn ra ăn những cái bounty. Nhưng mà sát xa là người làm tốt hơn. Từ nãy giờ anh thấy NP mới làm được farm nhiều. Vẫn đang miệt mài để hoàn thành cho mình một cái xa vai. Ôi, còn xa lắm bạn ơi. Mới được một nửa chặng đường thôi. Nếu thiếu lại sâu mặt. Và lại ẩn đi. Ok. Gây khó chịu cho đối phương thôi. Gây khó chịu để cho các thành viên Na'Vi cắt người xuống. Nhưng mà không có direction cũng chẳng làm gì được NP này. À, khó chịu nha. Kinh á. Cả mắt cả mũi. Cái gì đây? Vâng, lên hai cái món đồ mà mình nghĩ là thực sự. Như anh nói từ ban nãy là anh ta lên một cái Altarin Co để và... nếu mà đang bị em vào thì có thể giật ulti để hồi máu lại mà sủi. Nhưng mà bị Doom thì... Doom thì chịu. Doom thì biết làm nào. Ồ, không có bottle à? Ăn thẳng một cái rune không quá hay. Có bottle giữ lại cho bát thì sẽ là tốt hơn. Cái lùi bui này là rất không quá nhiều đam. Không có Nimbus. Đam không quá nhiều. Cũng không khó chịu nữa. Cái Nimbus thì nó có mini stun. Nào để xem. Úi trời ơi. Vâng, Tongchan sẽ cố gắng rồi. Nhưng Spec đã tiếp cận. Chắc chắn là V2 sẽ cố gắng gì theo. Nhưng Tongchan được bảo vệ bởi cái Nimbus kết trong cái đấu đai của VGP. Ok. Vậy là hai người thì bị kết liễu. Còn hai người thì về được. Vâng. Đọc sao làm gì đây? Đọc sao đang cố gắng. Nhưng về được, ok. Con Underlord thì nó chỉ làm được đến vậy thôi. Cũng chỉ đưa được carry chính của team OG về. Còn hai support thì đã phải bỏ mạng lại rồi. Quá khó đánh ở thời điểm hiện tại. Vâng, cả Doom cũng như Spec đều không có slot để cầm cho mình cái trống. Thế gì? Hyperstone á. Bắt đi. Bắt nếu mà live sư lờ anh ta đất thì còn bắt được tự ở đây thì sao? Thôi rồi. Thầy Sơn sẽ đi cố gắng hồi lại lượng máu nhưng mà là không đủ và Doom thẳng mồm vào người của đặc vụ Vĩnh Hoàn. Và bây giờ Roger đánh liên tiếp vào người của Zep và Zep sẽ nằm rồi. Vĩnh Hoàn làm cái gì ấy nhở? Vĩnh Hoàn anh ta bỏ cái Amulet xuống. Vĩnh Hoàn anh ta đang bật Amulet khi bị Doom, hình như là anh ta bỏ. Nếu anh nhìn không nhầm em thấy là máu tụt kinh lắm. Bỏ Amulet xuống, đây là anh ta bị Doom khi đang bật Amulet.
Và anh ta bỏ Amlet xuống và bảo anh ta bất một khắc luôn. Midrun ơi, bạn trêu tôi à? Tôi đang xem cái Dota gì là Midrun ơi. Không, đồng ý là bỏ. Đồng ý bỏ Amlet để đỡ bị burn. Nhưng mà mất một cục máu. Ok, xong rồi bị đẩy vượng chết luôn ạ. Thật ra thì cũng là anh đánh giá cao pha xử lý đấy. Nó là cũng có tư duy đấy, cũng là có cố gắng nhưng mà chẳng qua là nó không thành công. Thực ra là làm cả hai việc thì đều sai. Đấy, bây giờ có bỏ xuống thì cũng sai,